Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Trước màn hình của quý vị và các bạn ngày hôm nay mình giới thiệu tới quý vị và các bạn là chiếc âm ly Quadraflex 575, dòng âm ly thương hiệu của Mỹ và sản xuất tại Nhật Bản. Chiếc âm ly này có một cái màn radio phủ sóng nhìn rất là lớn và đẹp quý vị nhá. Nó rất là lớn và phía trên này là nó có một cái dàn đèn hắt xuống khi mà chúng ta bật trong buổi tối, nó hắt xuống rất là đẹp. Chiếc âm ly 575 này là hàng xuất Mỹ quý vị nhá. Mọi chức năng của chiếc âm ly này hoạt động bình thường hoàn hảo, đánh được cầu A, B, có lao nét, volume ba lăng. Và hiện tại cũng đang phối ghép với cặp loa W70. Chiếc âm ly này đánh được khá đa năng các dòng loa Nhật cũng như là loa Mỹ. Và chiếc âm ly này có giá là 3.500.000 đồng quý vị nhá. Size của nó là size 43, vỏ gỗ zin nguyên bản, mọi thứ là zin nguyên bản, chưa mở ốc luôn. Và bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức một đoạn nhạc. Chiếc âm ly này theo em, cái chiếc volume này nó là nút nguồn quý vị nhá. Khi mà chúng ta vặn ngược về đây là power up, là tắt nguồn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ nghe thưởng thức. Và chiếc âm ly này có 3,5 triệu. Quý vị nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho em mình theo số điện thoại 0946101332 quý vị nha. Con này thì nó bắt đài khá là rõ nét nha. Bây giờ là 4 giờ sáng và bắt đài rất là rõ nét mặc dù là chưa có anten. Size 43 cái này chúng ta kê vào kệ và tủ thì cũng khá là đẹp, đánh được các cái dòng loa Nhật, loa Mỹ. Tiếng khá là mềm mại, dòng này cũng là dòng xuất âm tụ quý vị nha. Đài khá là trong, rõ. Và chiếc âm ly này đánh được hai cầu A và B, tức là hai đôi loa quý vị nha, có lao nét. Thời con gái